lần này Hồng Kông chính thức chịu sự đe dọa của vụ tập kích khủng bố công khai. Mục đích chính là để tạo sự sợ hãi. Tôi tuyệt đối tin rằng cảnh sát Hồng Kông chúng ta có năng lực tóm gọn hết bọn chúng. Đội đặc biệt lần này là muốn tập hợp sở trường về mọi mặt của mọi người, lấy tiền đề là chống khủng bố, nhanh chóng trở thành đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong cảnh đội. Mọi người phải trong thời gian ngắn nhất nâng cao khả năng chiến đấu của mỗi người, chuẩn bị tốt để đối đầu với phần tử khủng bố. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Mục tiêu thật sự của Hồng Lan là Hồng Kông. Ý đồ của hắn là lợi dụng 384 gây dựng một vụ tập kích khủng bố lớn ở Hồng Kông. Loại ma túy dạng gì mới này, độ tinh khiết rất cao. Tôi cảm thấy thế lực phía sau không đơn giản chút nào. Chơi với tôi đi. Mấy tiếp viên và con nhà giàu đều rất thích. Đám cảnh sát sao mau chóng thâm nhập vào hệ thống ngân hàng. Chúng ta chế ra nhiều hơn nữa, vậy thì người trên cả thế giới đều có thể vui vẻ rồi. Đó chắc là nạn nhân trước khi chết sử dụng một loại ma túy đá trong thời gian dài. Tại sao mỗi lần chúng ta điều tra 384 đều thất bại hết vậy? Nếu thật sự là có nội gián thì đây chính là một điểm đột phá. Nhưng tự bản không có thể khống chế tất cả mọi thứ. Là ai đã bị lợi dụng anh còn chưa làm rõ. Cậu cũng phải nghi ngờ tôi đó chứ. Điều tra 384 mới là mục tiêu của anh. Tôi thật sự rất muốn biết người này rốt cuộc lại. Chúng ta là cảnh sát, không thể thỏa hiệp với phần tử khủng bố được. Lãng, coi chừng đó. Cậu ta là em trai của anh. Từ nhỏ tới lớn nó từng coi tôi là anh hay sao? Con quan tâm tới tiền đồ mình một chút có được không? Người có tiền đồ cao nhất là cao gia Lãng SDU mà. Con cùng lắm là thằng xã hội đen thôi. Có phải anh muốn ép mình không có lại được mấy chuyện không? Những gì anh đang làm không chỉ làm tổn thương bản thân, còn tổn thương tới những người quan tâm anh, yêu anh, bên cạnh anh đó. Anh có hiểu không? Làm người không phải chỉ có một cách đâu. Không thể làm việc theo cách mình thích, không có ý nghĩa. Anh tôi chính là SBU, tiền bối của SBI. Tối nay tôi phải ra tay. Chứ dù hai người đã nghĩ gì cũng được, hai người phải hiểu rõ làm việc gì thì sẽ có hậu quả của nó. Bây giờ anh tới cứu em ra đó. Đi đi mà kệ tôi. Mỗi người và đội phi hữu đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý, dù phải bỏ ra cái giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất là khi đối mặt với phần tử khủng bố. Tiến lên! Cho dù mất đi mạng sống cũng không thể để cho chúng làm tổn thương người khác được. Bộ phim Phi Hổ Cực Chiến phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 5 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, chỉ có trên SCTV 9.